Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin trưa ngày hôm nay mùng 3 tháng 11 sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội. Các đại biểu nêu nhiều giải pháp để kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững. Các địa phương ven biển tăng cường đưa thông tin ứng phó thiên tai đến ngư dân để ngư dân chủ động tránh bão. Bên cạnh những ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội 13 thì cũng xuất hiện không ít những ý kiến có biểu hiện xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chống phá đại hội. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 11, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về tình hình phát triển kinh tế xã hội, cùng với đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong việc kịp thời đưa ra các giải pháp để đưa nền kinh tế vượt khó trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, gây ra những tác động tiêu cực. Các đại biểu cũng nêu nhiều giải pháp để nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững. Năm 2020 là một năm khó khăn chồng chất khó khăn. Chúng ta đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề chưa từng có. Do dịch bệnh, thiên tai khó lường, do các yếu tố bất lợi, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, trở thành ngôi sao sáng trên trường quốc tế trong cuộc cách mạng chống đại dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế. Khó khăn như thế, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, trong khi hầu hết các nước trên thế giới có tăng trưởng âm, thì ước tăng trưởng của nước ta khoảng 2%. Chúng ta đã duy trì được sản xuất, kinh doanh, không bị rơi vào suy thoái, an ninh năng lượng, lương thực được đảm bảo. Nhìn lại cơn đại hồng thủy vừa qua, khi miền Trung phải oằn mình liên tiếp chịu đựng thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên, mà hậu quả là vô cùng to lớn cả trước mắt và lâu dài. Chắc chắn có thể nhận ra là chúng ta đã mất quá nhiều rừng tự nhiên, tấm lá chắn chắc chắn an toàn của mẹ thiên nhiên được thiên tai ngày càng dữ dội. Câu chuyện hủy hoại về rừng không còn là chuyện mới, song nhìn lại lụt sạt lở miền Trung càng thấy thấm thía cái giá phải trả cho sự tàn phá này. Tôi đề nghị Quốc hội xem xét có chương trình chính sách phát triển lâm nghiệp và vùng nguyên liệu lâm nghiệp đối với khu vực các tỉnh miền núi, coi phát triển lâm nghiệp là giải pháp quan trọng thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, làm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đến nay chúng ta có tổng diện tích rừng của chúng ta là 14,6 triệu hectare, trong đó rừng tự nhiên chúng ta là 10,3 triệu hectare. Và rừng trồng là 4,3 triệu hecta, hệ số che phủ chúng ta gần 42%, thế giới bình quân 29%. Đây là sự cố gắng vượt bậc của nhân dân và hệ thống chúng ta. Chúng ta đã sản xuất ra nguyên liệu 30 triệu mét khối để xây dựng một ngành kinh tế công nghiệp về lâm nghiệp, 4.600 doanh nghiệp chế biến. Năm nay chúng ta có thể xuất khẩu tới 13 tỷ USD tiền lâm sản. Đây là một cố gắng ở cái vùng nguyên liệu. Thế còn rừng tự nhiên thì Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn luôn có chính sách để bà con hơn 1 triệu hecta giữ rừng đó có cái chế độ ngày càng được tăng lên. Trước đây chúng ta 50.000 một hecta khoán khoanh nuôi bảo vệ, bây giờ nâng lên như thế 250.000. Nhưng Quốc hội yêu cầu phải thời gian tới phải nâng lên 1 triệu nữa thì mới đảm bảo từng bước một cho cái chất lượng khu vực 10,3 triệu hecta khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên chúng ta phát triển. Thông tin về diễn biến của cơn bão số 10, hiện cơn bão này đang gây sóng to, gió mạnh ở giữa Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến Nam miền Trung. Lúc 10 giờ ngày hôm nay, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Nam, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Dự báo 1 cho đến 2 ngày tới, bão sẽ đi chậm từ 10 cho đến 15 km/h theo hướng Tây Tây Nam. Đến 10 giờ ngày thứ Năm, tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 130 km về phía Đông, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Sau đó bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, rồi suy yếu tiếp thành một vùng áp thấp. Trên đất liền, miền Trung sẽ có mưa lớn trở lại từ ngày mai và duy trì khoảng 2 đến 3 ngày sau đó. Mưa diện rộng từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên, trọng tâm mưa là Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, với tổng lượng mưa cả đợt từ 250 cho đến 350mm, lũ các sông sẽ lên, đề phòng ngập úng, đặc biệt là cảnh giác lũ quét sạt lở đất ở vùng núi. Sự cố tàu cá của ngư dân Bình Định gặp nạn trên đường tránh bão số 9 vừa qua một lần nữa đặt ra một yêu cầu hết sức bức thiết, đó là mỗi khi có bão, các tàu cá phải sớm tìm nơi tránh trú để có đủ thời gian giải quyết những bất trắc trước khi bão vào.
Cũng vì vậy, ngay khi bão Goni tiến vào Biển Đông, một lần nữa các địa phương ven biển tăng cường đưa thông tin ứng phó thiên tai đến ngư dân. Như là tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ đội Biên phòng đã gấp rút tăng cường lực lượng hỗ trợ ngư dân chủ động tránh bão. Ngày cũng như đêm, Đại úy Nguyễn Huy Toài không rời căn phòng này. Vị trí khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, nhắc lại vị trí. Đây là đài canh tìm kiếm cứu nạn thuộc Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống trực canh này thực sự là cầu nối giữa đất liền với ngư dân đang khai thác trên biển. Tiếp nhận thông tin, tức là cập nhật thông tin của các cái bản tin dự báo thời tiết của khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật và thông báo tới bà con ngư dân. Cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa, công việc thường xuyên của những người lính biên phòng trong mùa mưa bão. Mỗi lần gặp gỡ lại có thêm nhiều lưu ý, thêm nhiều lời nhắc nhở được đưa ra đến những ngư dân trực tiếp lao động trên biển. Lâu nay, một thực tế đáng lo ngại ở vùng biển, đó là không ít trường hợp ngư dân vẫn còn chần chừ khai thác trên biển, mặc dù họ đã nhận được thông tin bão. Bởi những lúc có bão, biển thường nhiều cá. Nhưng giờ, nhiều ngư dân đã ý thức được điều đó. Như trong ngày hôm nay, nghe tin bão số 10, các tàu cá dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến biển mới, cũng xác định tiếp tục neo bờ cho đến khi hết bão. Ở đây thì biên phòng ở đây là Hòn Rớ này thì nhà, ví dụ những cơn bão mà ấy là biên phòng không cho ngư dân là xuất bến đi biển, đó là an toàn của vấn đề là của ngư dân đã bắt xa bờ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa ngày hôm nay đã kiểm đếm số ngư dân, số tàu cá đang khai thác trên biển để hướng dẫn ngư dân di chuyển đến vùng biển an toàn. Là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng, đặc biệt là gia đình ngư dân để nắm cái xác định cái vị trí phương tiện tàu thuyền để chúng tôi có cái kịp thời thông báo để phương tiện phòng tránh cái cơn bão hoặc di chuyển ra khỏi cái vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Với trang thiết bị thông tin liên lạc trên tàu cá, hiện tại ngư dân đều sớm nắm bắt và chủ động ứng phó thiên tai. Tuy nhiên, rủi ro trên biển là điều không thể lường hết. Bởi vậy, mùa mưa bão cũng là lúc cần hơn bao giờ hết các lực lượng ứng trực thường xuyên, kịp thời hỗ trợ ngư dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong ứng phó thiên tai. Công tác tìm kiếm 4 nạn nhân vẫn còn đang mất tích tại xã Phước Lộc, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn đang được các lực lượng cứu nạn tích cực triển khai trong sáng ngày hôm nay. Xã Phước Lộc có 13 nạn nhân bị mất tích do sạt lở đất tại 2 điểm. Điểm thôn 1 có 2 nạn nhân, thôn 3 có 11 nạn nhân. Lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự huyện Phước Sơn đảm nhiệm công tác tìm kiếm tại thôn 3, nơi đang còn 3 nạn nhân chưa tìm thấy. Trong những ngày qua, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 9 thi thể, trong đó có một thi thể trôi dạt xuống lòng hồ thủy điện tại xã Phước Chánh. Hiện tại thì công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đang được triển khai song song cùng công tác tiếp tế lương thực, bởi tại huyện Phước Sơn, hai xã Phước Thành và Phước Lộc còn nhiều điểm sạt lở chưa khai thông. Dự kiến trong ngày hôm nay, các lực lượng tiếp tục gùi, cõng lương thực vào xã Phước Thành và Phước Lộc, đồng thời máy bay trực thăng tiếp tục vận chuyển gạo vào xã Phước Lộc khi thời tiết thuận lợi. Hiện nay chúng ta vẫn chưa có biện pháp nào để có thể chống đỡ được sạt lở đất. Do đó, để hạn chế việc sạt lở đất làm vùi lấp các công trình nhà cửa, thì việc rà soát khảo sát các địa điểm có nguy cơ sạt lở trước khi xây dựng là hết sức quan trọng. Đoàn công tác của Bộ Xây dựng ngày 2 tháng 11 đã có mặt tại nhiều điểm sạt lở tại miền Trung để khảo sát, đánh giá, từ đó lên kế hoạch và xây dựng quy chuẩn quy hoạch xây dựng để phòng tránh sạt lở đất. Sạt lở đất tại Quảng Bình khiến nhiều tuyến đường như Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 9B, quốc lộ 9E và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ khác bị chia cắt. Thậm chí trong đợt mưa lũ vừa qua, sạt lở đất đã khiến cả một khu dân cư tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa với 20 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Trong đợt kiểm tra này, khảo sát này chúng tôi sẽ tập trung là khảo sát và đánh giá cái việc mà sạt trượt đất, rồi là cái việc mà hiệu quả của việc nhà tránh bão lụt khu vực miền Trung. Và chúng tôi cũng xem xét cái việc quy hoạch và xác định vị trí xây dựng. Bản đồ cảnh báo trượt lở cũng giúp ta để nhận thức được về trượt. Tuy nhiên nó không giúp ta dự báo được trượt. Bao giờ sẽ đến trượt? Đấy mới là vấn đề mấu chốt con người quan tâm. Bộ Xây dựng và các chuyên gia sẽ cùng đánh giá và nỗ lực để có thể có các cảnh báo đối với những khu vực có khả năng sạt lở cao. Để từ đó phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát lại quy hoạch xây dựng và khảo sát lại các vùng xung yếu, nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của sạt lở đất trong thời gian tới. Xin được
chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo điện tử Số ra sáng ngày hôm nay. Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin lượng kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2020 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Kiều hối chuyển về Việt Nam chủ yếu đến từ các quốc gia như là Mỹ, Anh, Canada, Đức, Pháp, Australia và các thị trường xuất khẩu lao động như là Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Lĩnh vực thu hút kiều hối lớn nhất vẫn là sản xuất, kinh doanh, gửi tiết kiệm, sau đó đến bất động sản. Với tình hình kiều hối vẫn được gửi về khá ổn định trong vài tháng trở lại đây, dự kiến cả năm nay kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm 2019. Việt Nam đạt mức tăng cao nhất về tốc độ phát triển kỹ thuật số tại châu Á Thái Bình Dương. Đây là kết quả của báo cáo do GSMA Intelligence thuộc Hiệp hội Thông tin Di động Thế giới thực hiện, được trích dẫn trên nhật báo tài chính The Business Times Singapore. Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 8 trong tổng số 11 quốc gia châu Á được khảo sát về tốc độ phát triển kỹ thuật số. Đáng chú ý, tốc độ chuyển đổi số của Việt Nam đạt mức tăng cao nhất là 12 điểm lên 49 điểm trong giai đoạn 2016-2019. Điều này đạt được là nhờ độ phủ sóng nhanh chóng của mạng 4G và tiến độ trong nhận dạng kỹ thuật số. Báo cáo cũng chỉ rõ Việt Nam cần giải quyết một số thách thức trong thương mại kỹ thuật số và có chính sách hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để có thể đạt được bước tiến lớn hơn trong quá trình chuyển đổi số. Báo Korean Herald Hàn Quốc đăng tải thông tin LG xác nhận kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D thứ 2 tại Việt Nam. Theo đó, thì LG mới đây ký thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất Trung Nam của Việt Nam thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D tại Tòa tháp Khu công nghệ Thông tin Đà Nẵng. Thỏa thuận này diễn ra sau khi LG ký bản ghi nhớ với Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng tháng trước về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D tại thành phố này. Hiện LG đã vận hành một Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Linh kiện ô tô tại Hà Nội. Năm 2014, LG đã thành lập một nhà máy tại Hải Phòng để sản xuất thiết bị gia dụng, điện thoại thông minh và các linh kiện thông tin giải trí trên ô tô. Báo Điện tử Chính phủ có bài viết về nhiều hoạt động du lịch nhằm thu hút khách du lịch dịp cuối năm. Điển hình là tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Hiệp hội Thành phố và các doanh nghiệp đã triển khai đợt 4 chương trình kích cầu du lịch nội địa từ nay cho đến cuối năm 2020 với gần 200 chương trình du lịch giảm giá từ 10 cho đến 50% cho du khách. Sở Du lịch Quảng Ninh cũng cho biết trong quý 4 trên địa bàn có 64 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại hấp dẫn diễn ra liên tục nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 3 triệu lượt khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong quý 4 năm 2020. Cũng trong quý 4, Lào Cai tổ chức các chương trình hoạt động sản phẩm du lịch mới, đặc sắc hấp dẫn tại thị xã Sapa, huyện Bắc Hà, Bát Sát và thành phố Lào Cai để thu hút du khách. Trong phần tiếp theo của bản tin, Quốc hội Campuchia thông qua dự luật nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền với Việt Nam. Bên cạnh những ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội 13, cũng đã xuất hiện không ít những ý kiến có biểu hiện xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chống phá đại hội. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Đến ngày hôm nay mùng 3 tháng 11, Việt Nam đã trải qua 62 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Còn về tình hình COVID trên thế giới thì số ca mắc mới và tử vong do dịch vẫn không ngừng tăng mỗi ngày. Chỉ trong 24 giờ qua, toàn thế giới đã có thêm hơn 400.000 ca mắc mới. Tổng số ca mắc đến thời điểm này đã là hơn 47,3 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu. Số ca tử vong là hơn 1,2 triệu ca. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 9,5 triệu ca mắc và 236.000 ca tử vong, sau đó là Ấn Độ và Brazil. Ngày 2 tháng 11, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự luật phê chuẩn nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Vương quốc Campuchia và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên họp toàn thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Sarim, 116 nghị sĩ Quốc hội khóa 6 Vương quốc Campuchia đã tán thành 100% và đã thông qua dự luật nghị định thư phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Vương quốc Campuchia và Việt Nam. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia Lê Hoài Trung cùng ông Va Kim Hồng
Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc Campuchia-Việt Nam đã thực hiện lễ giao nhận bản đồ, địa hình biên giới tỷ lệ 1 trên 25.000 giữa hai nước tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Hai bên đã tiến hành kiểm tra, ra soát và thống nhất toàn bộ 500 bộ bản đồ địa hình biên giới đã được đóng tập, trong đó gồm 250 bộ tiếng Việt Khmer và 250 bộ tiếng Khmer Việt. Phía Việt Nam đã trao cho phía Campuchia 250 bộ bản đồ gốc và phía Việt Nam giữ lại 250 bộ. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng hai nước đã ký văn bản công nhận kết quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia. Thưa quý vị, dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13 đang được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Sau quá trình 2 năm xây dựng công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc với cách làm bài bản, khoa học và cầu thị. Bên cạnh những ý kiến đóng góp trách nhiệm xây dựng và trí tuệ, cũng đã xuất hiện không ít những ý kiến không mang tính xây dựng, có biểu hiện xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chống phá Đại hội. Ngay khi toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 được công bố trên mạng xã hội, đặc biệt là các trang blog fanpage của các tổ chức thù địch, phản động của những đối tượng cơ hội chính trị nổi cộm đã xuất hiện hàng loạt các bài viết dưới nhiều hình thức như là thư ngỏ, thư góp ý, bình luận, chuỗi phỏng vấn lấy ý kiến. Núp dưới cái bóng tự do ngôn luận, thực hiện quyền dân chủ, các đối tượng này thể hiện rõ ý đồ công kích khi mà phủ nhận hoàn toàn vai trò và giá trị của các dự thảo văn kiện đại hội, cho rằng văn kiện chỉ là sự sao chép và biến tấu giữa các kỳ đại hội, nội dung không có giá trị gì với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại, dự thảo văn kiện được công bố cho thấy có nhiều điểm mới nổi bật và quan trọng. Đây là một bài viết được đăng tải trên website của một tổ chức phản động. Bài viết này cho rằng dự thảo các văn kiện Đại hội 13 chỉ là bổn cũ soạn lại. Trong khi sự thật là dự thảo có rất nhiều điểm mới. Ngay cả ba đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội 12 cũng đã được bổ sung nhiều nội hàm mới cho phù hợp với giai đoạn phát triển tới đây. Về thể chế thì làm sao có một thể chế để thu hút và sử dụng tốt nhất các nguồn lực, giải quyết tốt vấn đề phân cấp phân quyền. Thế còn cái đột phá thứ hai là nguồn nhân lực, thì lần này nhấn mạnh là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thế còn cái đột phá thứ ba là hạ tầng, thì lần này chú trọng là chọn một số cái công trình quốc gia trọng điểm về giao thông, về ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng mà ưu tiên phát triển hạ tầng số. Trong dự thảo văn kiện trình đại hội lần này, chúng ta chủ trương khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thế nhưng có những luận điệu lại xuyên tạc rằng hướng đến hạnh phúc của nhân dân chỉ là quan điểm mị dân, huyễn hoặc. Đến bây giờ mà nói thì hạnh phúc là một cái sự mị dân hay lừa đảo thì tôi tin chắc rằng người dân đất Việt từ đồng bằng đến miền núi đến vùng sâu vùng xa họ sẽ phì cười vì hạnh phúc đang có thực sự trong tay họ mà lại nói là mỹ dân thì đó là một cái điều rất là vô lý. Chống xóa đói giảm nghèo ngoạn mục đâu phải tự mình nói ra được. Đây là tổ chức quốc tế người ta đánh giá. Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu, mục đích mang tính xuyên suốt của Đảng ta. Về phương tiện, họ triệt để lợi dụng không gian mạng và coi đây là ưu thế, phương tiện để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng. Xuất hiện nhiều tài liệu chống đối trắng trợn, xuyên tạc về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, cố tình tạo dư luận trái chiều trong nội bộ. Một số người còn thường xuyên trả lời phỏng vấn rồi tham gia các chương trình thảo luận trực tuyến do các đài BBC, RFA, VOA tổ chức để xuyên tạc nội dung văn kiện, gây nhiễu thông tin, hoài nghi trong nhân dân. Lợi dụng việc góp ý cho văn kiện, một số phần tử phản động đã lấy danh nghĩa nhân dân để công khai thể hiện các quan điểm chống phá, xuyên tạc. Những phần tử này cho rằng chủ trương duy trì sự lãnh đạo của Đảng là độc tài, là thủ tiêu động lực phát triển. Nhưng sự phát triển và những ưu việt của chế độ là điều không thể phủ nhận.
Cuộc chiến chống Covid-19 vừa qua là một ví dụ, một kết quả đã được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Trong cái đợt chống Covid này, chúng ta còn nghèo, chúng ta khó khăn, nhưng mà toàn bộ xã hội vào cuộc, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân rất là ủng hộ, rất là đoàn kết. Cho nên đây không phải là cái độc tài của đảng, mà đây chính là ý nguyện của dân. Chống Covid nó thành công, phải nói là kết hợp rất là nhuần nhuyễn giữa vai trò lãnh đạo của đảng, cái quản lý nhà nước, cái điều hành ở nước và ý nguyện của nhân dân. Không chỉ xuyên tạc nội dung, các phần tử thiếu thiện chí còn muốn làm lung lay ý chí của những người có trách nhiệm muốn đem tâm huyết, trí tuệ của mình để góp ý cho văn kiện, cho đảng. Họ đã đưa ra ý kiến rất lập lờ với chủ ý xấu rằng góp ý văn kiện Đại hội Đảng 13 liệu có bị ở tù như ông Phạm Chí Dũng. Trong khi đó, đây là bị can đã bị bắt vì hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ dọa những cái người mà tham gia ý kiến góp ý với đảng dự thảo văn kiện Đại hội 13 này thì rất dễ sẽ bị xử phạt ở rất nhiều hình thức, có thể bị tù tội. Họ dẫn cái trường hợp ông Phạm Chí Dũng, cái người cái điều hành cái trang Việt Nam Thời Báo mà do ông ấy phạm tội mà đang bị bắt tạm giam, rằng nếu mà tham gia cái dự thảo văn kiện Đại hội 13 này có thể rất dễ bị như ông Phạm Chí Dũng. Thì cái đấy hoàn toàn là xuyên tạc. Có những người dù có trình độ nhưng đáng tiếc họ không sử dụng những hiểu biết của mình để đóng góp vào sự nghiệp chung, mà lại nhằm tiến hành những hoạt động phá hoại đường lối, chủ trương đảng, phá hoại con đường đi lên của dân tộc với những toan tính, trục lợi cá nhân. Có những người tự xưng danh là góp ý vào dự thảo các văn kiện, nhưng thực ra lại có động cơ không trong sáng, thậm chí họ còn cố tình tuyên truyền những tư tưởng sai trái, lệch chuẩn đến phản động thông qua những thủ đoạn mới và tinh vi. Mục tiêu của những giọng điệu xuyên tạc bóp méo ấy vẫn không gì khác là hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ cả tin theo ý đồ chính trị, chống phá đại hội, mà sâu xa hơn là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi qua công tác đấu tranh, chúng tôi biết là họ đã chi một số kinh phí không nhỏ cho các tiện ích này. Họ mục đích để họ cho người đọc những được cái trang này vào nhiều hơn, xâm nhập vào trang nhiều hơn và sẽ đọc nhiều hơn và thuyết phục những người ấy hơn. Theo quan điểm của họ thôi chứ, tất nhiên những nội dung họ là xuyên tạc. Mục đích của họ ấy là không phải chỉ góp ý những cái câu chữ đâu, mà họ góp ý vào văn kiện có tính chất là để làm lệch lạc cái tư tưởng của văn kiện, lệch lạc các cái nội dung của văn kiện. Chống phá đại hội có nghĩa là chống phá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chống phá đại hội có nghĩa rằng là chống phá đường lối cách mạng của đảng ta. Chống phá đại hội có nghĩa là chống phá cái sự đồng lòng nhất trí của muôn vạn con tim đang hướng về đại hội. Thì họ thực hiện một cái ý đồ gọi là mưa dầm thấm đâu, để hòng làm lung lạc cái niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào cái đường lối của đảng. Đấy là một cái ý đồ, một cái thủ đoạn thôi. Còn thực hiện được hay không là do chúng ta. Đấy, nếu như chúng ta giúp cho nhân dân tỉnh táo, nhận rõ những cái luận điệu đó, bản chất của những luận điệu đó, đấy, thì chúng ta sẽ không có sợ gì cả. Chúng tôi đã chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những đối tượng có hành vi lợi dụng cái việc lấy ý kiến của nhân dân vào cái dự thảo văn kiện để tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước. Việc mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của đảng là chủ trương đúng đắn, thể hiện ý đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân và sự tỉnh táo khi tiếp cận, chia sẻ thông tin cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng công việc rất ý nghĩa này để chống phá. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. We'll be right back.
Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại trên kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.